Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 11 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng cuối năm 2023. Dự kiến chương trình trao giải cuộc thi viết chính luận tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất. Kiểm điểm tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên mất cân bằng giới tính khi sinh ở top đầu cả nước. Tăng cường đưa hoạt động bến bãi vật liệu xây dựng vào nền nếp. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, các cơ quan trong khối nội chính đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp cơ bản nghiêm túc, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng và đạt được kết quả khá rõ nét, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp và cơ quan đơn vị trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, thường xuyên đôn đốc chỉ đạo việc xử lý điều tra truy tố xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, bảo đảm khách quan, đầy đủ, toàn diện, đúng người, đúng tội, nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm pháp luật, tham ô tham nhũng, nhất là đối với những kẻ chủ mưu, cầm đầu, đồng thời bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật, giữ vững đoàn kết, ổn định chính trị nội bộ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp vẫn còn một số hạn chế, như tình hình công dân đi các cấp khiếu kiện ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Một số địa phương chưa quyết liệt trong giải quyết đơn thư phát sinh ngay từ cơ sở hoặc để kéo dài. Tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, tập trung ở các khu vực công trường xây dựng tại các dự án lớn trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm. Việc nắm tình hình, công tác phối hợp giữa các lực lượng, các ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự có lúc có nơi chưa kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu ở một số địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, cơ quan tổ chức, các giải pháp liên quan đến công tác điều tra, xét xử các vụ việc tham nhũng và các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan trong khối nội chính đã đạt được, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được triển khai thực hiện quyết liệt. Nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về công tác nội chính. Các cơ quan nội chính rồi các cơ quan tư pháp phải là nòng cốt trong việc tham mưu cho tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm và củng cố vững chắc an ninh chính trị, đặc biệt là kéo giảm các loại tội phạm vi phạm pháp luật và các hành vi về tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề, những vụ án, vụ việc cấp bách, bức xúc dư luận xã hội quan tâm, và các biện pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm pháp luật trong các cơ quan đơn vị, kể cả trong các cơ quan tư pháp và cơ quan nội chính, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả chương trình công tác của năm 2023, đồng thời cũng phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và những nguy cơ nảy sinh, phát sinh những các vi phạm và tham nhũng tiêu cực để chỉ đạo kịp thời và có biện pháp xử lý có hiệu quả. Trong đó thì chúng ta coi trọng cái biện pháp phòng ngừa, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm. Các cơ ủy tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân về tham nhũng tiêu cực để kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm những cái sai phạm từ sớm từ xa để không để những cái vi phạm nhỏ tích tụ thành những cái sai phạm lớn. Việc thực thi các cái nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ đảng viên, thực hiện tốt các quy định về kê khai kiểm soát tài sản và thu nhập. Và đặc biệt là gần đây ngày 30 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một nghị quyết rất quan trọng về chủ trương bố trí bí thư, chủ tịch cấp xã không phải là người địa phương. Ở đây là đề nghị là các cấp ủy đảng, các cơ quan đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, các cơ quan thanh tra, các cơ quan kiểm tra của đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và điều tra và các hoạt động tố tụng khác. Nhất là việc trao đổi cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động tố tụng. Và cuối cùng, đấy là nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy, thì tôi đề nghị là các đồng chí thực hiện tốt cái vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh, và các đồng chí thiết lập ngay đường dây nóng để nhân dân phản ánh về tham nhũng tiêu cực. Sáng nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đã tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương khóa 13 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quản lý đội ngũ cán bộ các cấp, quản lý biên chế, công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm, công tác điều động luân chuyển, bổ nhiệm giới thiệu cán bộ, thực hiện tốt công tác xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Việc thực hiện quy định về rà soát sàng lọc đảng viên có nhiều tiến bộ. Hội nghị đã có 13 ý kiến tham luận tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đó là bàn giải pháp tạo nguồn, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, những hạn chế bất cập và nguyên nhân trong công tác đào tạo lý luận chính trị, nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp, sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng cần quan tâm làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là đề nghị là tiếp tục quán triệt kịp thời, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận và quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ mà Ban Tổ chức Trung ương đã có quyết định về giao biên chế tỉnh Hưng Yên năm 2023. Thì đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan hữu quan khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giao biên chế này cho các địa phương. Vấn đề thứ hai, chúng ta thực hiện tốt công tác cán bộ. Trong đó thì lưu ý về cái thực hiện là chúng ta thực hiện cái quy định 96 và kế hoạch 191 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thế cái thứ ba thì muốn nói với đồng chí là thực hiện tốt cái công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thì sau khi có nghị quyết thì chúng ta cái phát triển đảng viên ở tổ chức tư nhân có khá hơn, tiến bộ hơn, thế nhưng cũng chưa đạt yêu cầu. Cái này thì đề nghị là Ban Tổ chức tới đây là 6 tháng này đánh giá riêng của Ban chỉ đạo về thực hiện cái phát triển tổ chức đảng và đảng viên và khối doanh nghiệp tư nhân. Công tác tổ chức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vừa rồi chúng ta đã cải cách được cái này, tôi nói đây là cái rất mừng. Đây là cái đổi mới về cái chất lượng sinh hoạt tổ chức chi bộ. Thế và tham mưu làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở đây thì chúng ta vừa ban hành cái 388. Thế do vậy là đề nghị các đồng chí bắt tay và triển khai cụ thể hóa. Cũng đề nghị là Ban Tổ chức cũng phối hợp các cơ quan là tăng cường kiểm tra giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện triển khai chỉ thị nghị quyết. Đặc biệt là quy định về công tác cán bộ. Tôi nói thì thế, ban hành như vậy, bảo vệ cán bộ như vậy nhưng chúng ta vẫn phải kiểm tra giám sát để xem có làm hay không làm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, tình hình trong nước và quốc tế còn có nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, nhiệm vụ của ngành tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo còn rất nặng nề, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị. Sáng nay, Ban Tổ chức cuộc thi viết chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ nhất năm 2023, tổ chức họp các thành viên để thống nhất kết quả và dự kiến chương trình trao giải cuộc thi. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đa Hồng Vận, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi,
Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 998 bài dự thi, tiến hành sơ loại lựa chọn được 87 bài dự thi đảm bảo đúng tỷ lệ cuộc thi, gồm 56 bài loại hình báo chí, 31 bài loại hình tạp chí. Căn cứ kết quả chấm điểm, ban giám khảo cuộc thi thống nhất trao tổng số 22 giải, trong đó mỗi loại hình dự thi có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn đánh giá cao công tác tổ chức của ban tổ chức cuộc thi, sự nỗ lực công tâm của tổ thư ký và ban giám khảo trong việc lựa chọn những bài viết chất lượng xứng đáng để trao giải. Đồng chí khẳng định với gần 1.000 bài dự thi cho thấy sự tích cực tuyên truyền của các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh trong việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ tuyên truyền đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao ban tổ chức cuộc thi tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và tổng kết trao giải cuộc thi trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, đồng thời lựa chọn tác phẩm xuất sắc để tham dự cuộc thi cấp trung ương. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 56 người chết, 49 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 5 vụ, tăng 7 người chết. Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 6.933 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 25 tỷ đồng. Tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, vi phạm đấu nối, lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm tra xử lý kịp thời. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh nhấn mạnh về những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông diễn biến phức tạp trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Ban An toàn Giao thông tỉnh và các địa phương quán triệt, thực hiện quyết liệt hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong tình hình mới, nhất là chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cùng các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tăng cường sự phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xây dựng các tiêu chí giải pháp cụ thể để xây dựng mô hình tỉnh an toàn giao thông trong thời gian tới. Để 6 tháng còn lại của năm 2023 và những năm tiếp theo, tình hình tai nạn giao thông phải giảm trên 3 tiêu chí là số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm điểm, tiến độ và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đến nay, diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4 đã ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm đếm gần 164 ha trên tổng số gần 187 ha trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã rà soát, quy chủ. Diện tích đã chi trả tiền bồi thường, thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư gần 150 ha, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân trên 740 tỷ đồng. Hiện dự án đang gặp một số khó khăn vướng mắc như thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, việc hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư do một số thửa đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền, không có giấy tờ. Một số thửa đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi. Sau khi nghe các sở ngành địa phương báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 4, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện tiến hành kiểm tra việc lập quy hoạch chi tiết, công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương. Trong phạm vi thực hiện dự án có nhiều thửa đất nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền, việc này là việc của huyện. Khó khăn vướng mắc trước hết huyện phải chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp, còn cái gì vượt thẩm quyền gửi văn bản đến Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn, giao Sở Xây dựng kiểm tra cái tiến độ xác định vị trí tái định cư
nhà ở, khu quy hoạch nghĩa trang trình Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo tổ công tác, báo cáo Ủy ban dân tỉnh, báo cáo ban chỉ đạo trước ngày thứ năm tuần sau, là giao Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với trạm thực nghiệm của Quái Châu và Văn Giang. Để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ diện tích đất đã giải phóng mặt bằng, kể cả đất dự trữ đường sắt, không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm. Các huyện có dự án đi qua phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất phải thu hồi trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 111 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ này đã đưa Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất, đứng thứ 3 châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Hưng Yên là một trong 10 địa phương có tỷ số giới tính cao nhất cả nước. Vợ chồng chị Tâm sinh được hai bé gái, dù các cháu đã lớn, cả hai đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng từ nhiều năm nay, cả hai vợ chồng chị vẫn có tâm lý nặng nề về việc phải có con trai. Chồng em là con trai trong nhà nên phải có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Và vợ chồng em thì thường xuyên nghe mọi người nói là phải để thêm thằng cu nữa. Chưa thằng cu thì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khi vợ chồng em cũng áp lực ạ. Quan niệm muốn có con trai để nối dõi tông đường và phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già vẫn còn tồn tại ở một bộ phận người dân và là nguyên nhân chính khiến tình trạng mất cân bằng giới tính ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tỷ số giới tính khi sinh ở tỉnh Hưng Yên đã khống chế được tốc độ nhưng có dấu hiệu không ổn định và Hưng Yên vẫn nằm trong nhóm là 10 tỉnh có tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất trong cả nước. Và cho đến thời điểm hiện tại 6 tháng đầu năm của năm 2023 thì tỷ số giới tính khi sinh của Hưng Yên là 119 bé trai trên 100 bé gái. Ở Hưng Yên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra ở cả 10 huyện, thành phố, thị xã. Nhiều địa phương có tỷ số giới tính khi sinh ở mức rất báo động như huyện Văn Lâm là 132 bé trai trên 100 bé gái, thành phố Hưng Yên là 130 bé trai trên 100 bé gái. Đáng lo ngại là mất cân bằng giới tính xảy ra ngay từ lần sinh thứ nhất, đặc biệt cao ở lần sinh thứ 3 trở lên. Những năm gần đây, tình trạng đảng viên, cán bộ viên chức sinh con thứ 3 có dấu hiệu gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tuyên truyền, vận động người dân trong thực hiện các chính sách dân số. Đến nay, hệ lụy từ mất cân bằng giới tính đã dần hiện hữu ở nhiều địa phương. Trên địa bàn xã Đức Hợp thì chúng tôi nhận thấy thứ nhất là nam giới là khó kết hôn, kết hôn muộn và thậm chí có thể không kết hôn được vì thiếu phụ nữ. Ngày Dân số Thế giới năm nay với chủ đề phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta là dịp để các cấp, các ngành và mỗi người dân xem xét lại việc thực hiện chương trình dân số, trên cơ sở đó có biện pháp khắc phục các tồn tại, nâng cao chất lượng dân số. Nhằm khuyến khích hành động bảo vệ môi trường, chung tay giảm rác thải và lan tỏa lối sống xanh, chị Nguyễn Thị Vân Phương, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã thực hiện chương trình thu gom kết nối để tái chế vỏ hộp sữa tại nhiều điểm trường trên địa bàn huyện Khoái Châu. Những hộp sữa sau khi uống, thay vì được vứt vào thùng rác thì lại trải qua hàng loạt công đoạn như cho ống hút vào trong hộp, dán sticker lên miệng và xếp gọn lại. Chỉ mất vài chục giây, những vỏ hộp sữa đã được nhóm em học sinh Tiêu Thị Hà Anh, thị trấn Khoái Châu cùng chị Phương thu gom để gửi đi tái chế. Con đã thu gom lại và tập hợp được rất nhiều vỏ sữa. Con thấy việc làm này góp phần bảo vệ môi trường. Con làm thu gom vỏ sữa này cũng khá là lâu rồi. Khi mà con làm thì con cảm thấy rất là vui. Mình thấy con nhà mình về thu gom vỏ sữa được khoảng độ nửa năm nay rồi. Rất là ủng hộ và đồng tình với công việc này của các bạn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thời gian qua chị Vương đã đồng hành hướng dẫn cô và các em học sinh trường mầm non Hoa Anh Đào, huyện Khoái Châu phân loại vỏ hộp sữa sau khi uống, từ đó đảm bảo chất lượng vỏ hộp thu gom đạt tiêu chuẩn để tái chế. Chẳng ngại nắng, chẳng ngại mưa, cũng chẳng tiếc thời gian định kỳ 2 tuần một lần, chị đến đây để thu gom rồi chuyển về điểm tập kết để tái chế thành các sản phẩm hữu ích.
con khoe với bố mẹ là con đã làm được một việc tốt, giữ cho xã hội sạch sẽ, cho lớp học đỡ có rác thải. Hiện nay khi mà thu gom như thế này thì mình thấy là có nhiều lợi ích, như là giảm thiểu cái lượng rác thải ra ngoài môi trường. Có nhiều mẹ là cũng rất là ủng hộ và có thu gom cả gói sữa từ nhà mang đến trường luôn. Thực hiện chương trình trên, từ năm 2022, chị Phương đã phối hợp với nhiều đồng nghiệp huy động sự tham gia đông đảo của học sinh và giáo viên của 10 trường mầm non trên địa bàn huyện Khoái Châu tham gia. Tổng khối lượng vỏ hộp sữa thu gom được đến nay là gần 1.000 kg, tương đương khoảng 10.000 vỏ hộp sữa. Từ chương trình đã góp phần giảm thiểu được gần 1 tấn rác thải ra môi trường. Những vỏ hộp sữa sau khi thu gom được chuyển về công ty Lagom Việt Nam để tái chế thành các sản phẩm hữu ích như giấy, vở, bìa các tông, tấm lợp sinh thái, bàn ghế học sinh, thùng rác, chậu trồng cây. Mình nhìn thấy rằng là cái nơi mà các điểm trường mầm non ấy là cái nơi phát thải rất là nhiều các vỏ hộp sữa. Cho nên là mình đến đây và được các cô đây rất là quan tâm và giúp đỡ cho mình. Và mình rất mừng là qua cái hoạt động này ấy, đã giúp cho các con, nhất là các con ở lứa tuổi mầm non, ý thức được cái việc mà phân loại rác và góp cho cái việc làm sạch các cái môi trường sống. Ngoài thu gom và phân loại vỏ hộp sữa tại trường, chị Phương đang tích cực phối hợp với nhiều cộng tác viên nhằm mở rộng mạng lưới thu gom vỏ hộp sữa tại những khu vực công cộng để mọi người có thể mang vỏ hộp sữa đã được sử dụng đến và đem đi tái chế. Sáng nay tại huyện Văn Lâm, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức ra mắt tập huấn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc và phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn cho một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phố Nối A. Theo đó, mỗi đơn vị thành lập một tổ đội gồm 20 thành viên, do lực lượng bảo vệ làm nòng cốt. Các thành viên này có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự khi có vụ việc xảy ra, vừa là nòng cốt trực tiếp tham gia phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn cho đơn vị mình cũng như tham gia ứng cứu hỗ trợ các đơn vị trong cụm liền kề. Mỗi đơn vị sẽ được tập huấn một buổi giới thiệu chuyên đề công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ doanh nghiệp, trách nhiệm nghĩa vụ của công dân nói chung và công nhân trong công ty doanh nghiệp nói riêng, nhận diện các nguy cơ gây mất an ninh trật tự, bạo loạn, những việc làm cần thiết cũng như sự phối hợp cung cấp thông tin khi xảy ra vụ việc. Về công tác phòng cháy chữa cháy, các thành viên được quán triệt nguyên tắc phòng ngừa, chữa cháy của lực lượng cơ sở, tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy, giới thiệu chiến thuật, nguyên tắc chữa cháy, cách nhận biết kỹ thuật sử dụng các loại bình chữa cháy, kỹ năng chữa cháy, đồng thời được thực hành chữa cháy ban đầu tại cơ sở. Hiện nay trên tuyến đê sông Hồng và sông Luộc qua địa phận tỉnh Hưng Yên có 40 bãi bốc xếp chứa chất tạm thời, vật tư, vật liệu xây dựng nhưng chỉ có 15 bến bãi được cấp phép hoạt động. Với mục tiêu sắp xếp chi tiết các vị trí khu vực bãi sông là bãi bốc xếp chất chứa tạm thời vật tư, vật liệu xây dựng, đảm bảo an toàn đê điều, khả năng thoát lũ theo quy định bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định phê duyệt đề án sắp xếp chi tiết tại vị trí bãi bốc xếp chứa chất tạm thời vật tư vật liệu xây dựng trên bãi sông Hồng và sông Luộc. Theo đó, phải cách mép bờ sông, đỉnh kè trở vào tối thiểu 50m, cách chân đê hiện tại trở ra tối thiểu 50m. Riêng tại các vị trí tính từ chân đê đến đỉnh kè hoặc bờ lở khoảng 200m. Trong phạm vi này được chứa chất vật liệu và phải cách mép bờ sông, đỉnh kè trở vào tối thiểu và chân đê hiện tại 50m. Các vị trí kè hoặc những nơi dòng chảy áp sát bờ, chiều dài khu vực bãi chứa chất vật tư, vật liệu không quá 200m và chiều cao chứa chất vật tư, vật liệu không quá 2,5m. Các doanh nghiệp nếu có nhu cầu để đầu tư các cái bến bãi thì phải liên hệ với Sở Kế hoạch Đầu tư để thực hiện lập các hồ sơ dự án đầu tư để Ủy ban tỉnh phê duyệt. Các ngành sẽ liên quan đến nông nghiệp và giao thông sẽ thực hiện cấp phép về các bến bãi cũng như bến thủy nội địa để thực hiện theo đúng quy định. Tuy vậy, trong mùa lũ từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 10 hàng năm khi có lũ báo động thì tất cả các bến bãi phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào.